là người đeo khố đỏ, gặp Đô Khắc Hùng của đội 2 là người đeo khố xanh. Xin mời trọng tài cho hai đôi vào giữa thảm chuẩn bị làm hai đôi chú ý nghe trọng tài chấm xe này. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Chúng tôi xin công bố kết quả. Như vậy là ở hiệp thi đấu thứ nhất, ở lúc 1 phút 30 giây, Đô Khắc Hùng của đội 2 đã nhất thắng